Xin chào mọi người. Chào chị Liên ạ. Chào chị Hiệp. Chào chị Thắm. Mọi người gửi đường link về nhóm giúp em nhá. Mọi người gửi đường link về nhóm và gửi đường link cho khách hàng ạ. Để họ vào xem nhé cả nhà. Chào Thức Dương. Hello chị Hướng Thạch ạ. Xin chào mọi người, xin chào, xin chào, xin chào. Mọi người gửi đường link về nhóm giúp Diễn nhé. Chào quả đầu yêu quý của em. Hello chị Thắm. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào em Huệ An. Chào anh Trung Thành ạ. Chào chị Dung. Hello Nhung. Chị phát hiện ra Diễn rất thích mặc áo màu tối. Vâng chị Hiệp ơi, gu của em là màu tối chị nha. Em không thích màu nổi. Đấy là cái gu của em. Chỉ có áo màu tối thôi ạ. Cái gì cũng màu tối ấy chị. Chào chị Vân ạ. Chào em Linh Trịnh. Chào chị Lan Anh. Hello hello, hơn 20 ngày xem rồi. Cả nhà gửi đường link về nhóm giúp Diễn nhé. Tầm khoảng 2-3 phút nữa thì Diễn sẽ tiết lộ với tất cả mọi người cái nhân vật chính của buổi tối ngày hôm nay. Đó chính là một siêu sao của tem của Diễn, tem của chúng ta. Đấy, anh ấy đã có được cái thu nhập là 80 triệu sau 20 ngày làm việc đầu tiên với EasyMap. Đấy là một con số vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Chào Đặng Hiền may mắn ạ. Rồi ok, gần mọi người có nghe rõ Diễn nói không ạ? Rồi vâng, chính xác đấy ạ. 20 ngày có được 80 triệu. 20 ngày 80 triệu. Thì trước khi mà khách mời của chúng ta xuất hiện ấy, thì Diễn xin phép được giới thiệu một chút về bản thân. Tại vì trong group này của chúng ta thì có rất nhiều bạn mới. Trong số đó thì cũng có nhiều người tem của chúng ta thì ai cũng biết đến Diễn rồi đúng không ạ? Tuy nhiên thì có một số bạn mới thì vẫn chưa biết đến Diễn. Thì trong đây ấy, thì có rất nhiều anh chị em, anh hoặc là chị là những người hơn tuổi của Diễn. Nhưng mà Diễn xin phép được xưng tên hoặc xưng mình để chúng ta nói chuyện với nhau cho nó gần gũi thân thiện. Ok không ạ? Đó. Thì Diễn xin giới thiệu một chút về bản thân. Thì mình tên là Diễn. Tên đầy đủ là Đồng Thị Diễn, mình xem 91 ở Bắc Giang. Và công việc chính của mình là mình đang làm trang trại lợn rừng. Đó, và mặc dù là mình làm một cái công việc nó mang tính chất rất là truyền thống, nhưng mình vẫn yêu thích và đam mê một cái công việc kinh doanh online. Bởi vì là mình hướng tới một cái công việc mang tính lâu dài, đó chính là nhàn nhã và hiệu quả, đúng không ạ? Nhàn nhã và hiệu quả. Nhân tài nhiều quá. Em cảm ơn anh Trung Thành. Ok chưa ạ? Dạ vâng, chào chị Nhi Bùi. Anh Cảng đâu rồi nhở? Anh Cảng chuẩn bị chưa nhở? Hơn 30 người xem rồi. Chúng ta vào đông thêm một chút nữa đi ạ. Tem nhà là yêu gia đình đô la mình chưa đủ. Vâng, chào chị Vũ Hường. Chào anh Thành. Chúng ta mời khách vào nhé cả nhà. Chúng ta có những ai mà đang muốn tìm hiểu về công việc này ấy, thì chúng ta sẽ mời họ xem những cái buổi livestream như thế này. Thì qua đây thì sẽ giúp những cái người đấy, người ta hình dung rõ hơn về công việc đó, và người ta nhìn thấy những cái dẫn chứng cụ thể, đúng không ạ? Đó. À, anh Cảng đây rồi. Anh Cảng chuẩn bị nhá. Anh Cảng ấn yêu cầu với sao ấy nhở? Hình như anh phải ấn yêu cầu, xong rồi sau đó là em ấn ok là được. Em xem nào. Anh Cảng ơi, anh Cảng ấn không xem được tiêu đề trừ khi những người đó thôi. Đối tượng hẹn chọn. Anh Cảng ơi, anh vào ấn cái chỗ đi. Anh vào ấn cái chỗ mà yêu cầu được phát livestream cùng đi. Vào đông ghê. Chào chú Cảng nhé, Nguyễn Thế Hùng. Vâng, xin chào tất cả anh chị em nhé.
anh ấn vào cái chỗ à, dạ vâng, chào chị Hiền may mắn ạ. Chào em. Chào em ơi, chào em Hải. Anh Cảng ấn yêu cầu đi nhá, ấn yêu cầu đi. Chúng ta vào đông đông rồi đấy. Em bắt đầu đi anh. Vâng, chào chị Dương Mùi ạ. Anh ơi, anh ấn vào chỗ yêu cầu phê duyệt à, yêu cầu ấy đi nhá, yêu cầu phát live stream ấy. Yêu cầu phát trực tiếp đi. Trong lúc này thì đừng ai gọi Diễn nhé, đừng ai gọi hoặc nhắn tin gì cả, tại vì gọi nó sẽ bị gián đoạn. Chào chị Lương Hoa ạ. Ai vào đến đây rồi chúng ta điểm danh chào nhau nhé, chúng ta chào nhau một phút, vài phút trong cái quá trình chờ đợi anh Cảng vào đến nơi ạ. Anh ấn rồi đó, anh ấn rồi à, để em xem lại nhé. À đây rồi, phê duyệt, ok. Thêm. Xem được chưa ạ? Em thấy là hiện chữ đang thêm thì không biết như thế nào, đang kết nối rồi. Các mọi người nhìn thấy Diễn và anh Cảng không ạ? Xin chào cả nhà nhá, cả nhà có nhìn thấy cả không? À, em nghe rất rõ. Anh Cả nói nhà. Diễn ơi, anh nói bằng 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 mic của tai phone thì em có nghe được không? Cả nhà có nghe Nghe cả rất nói rõ. được không? Nhưng mà em không không cần tai phone đâu, cần tai phone em thấy nó rè lắm. Thế Anh bỏ ra em xem nào. Tại vì hôm qua cái live stream ở trên cái đống 1 ấy thì em phát thì em không cần đeo tai phone thì nghe rõ, rất nghe tiếng rất rõ. hay là để xa ra thế này thì nó nghe rõ hơn này. Như thế là ok rồi này. Được, ok. Wow, 39. Rồi ok. À, thì xin chào mọi người. Thì như buổi thông báo ấy, như Diễn đã thông báo trên group ấy, thì tối hôm nay chúng ta sẽ có một cái buổi gặp gỡ với một nhân vật và siêu sao của team của chúng ta, đúng không ạ? Anh ấy đã có một cái sự thành công rất là lớn ở công việc này. Mặc dù vào cái tháng đầu tiên thôi, nhưng mà anh ấy đã đạt được cái mức thu nhập rất là tốt. Đó chính là 80 đến 100 triệu một tháng. Và trong riêng 20 ngày đầu tiên, anh ấy đã đạt được cái mức thu nhập là 80 triệu rồi. Mọi người thấy tuyệt vời không ạ? Đấy, chúng ta cho một tràng pháo tay với nhân vật của chúng ta nhé. Thì xong sau đó là Diễn sẽ mời anh Cảng chia sẻ một chút về bản thân, để giới thiệu một chút về bản thân để làm. Và bây giờ em nhường thời gian lại cho anh để anh chia sẻ với mọi người nhé. Thì trước tiên anh sẽ giới thiệu một chút về bản thân đi ạ. Ok. À được rồi. Thì rất là xin cảm ơn em Diễn rất là nhiều nhé về cái buổi livestream ngày hôm nay. Thì không biết là mọi người có nghe rõ càng nói, không nghe rõ thì mọi người comment là nghe rõ nhé. Ừ, chào lại Vân. Chào em Mai nhá. Vâng, chào anh Hùng Nguyễn Thế Hùng. Đây, hôm nay rất là nhiều nhiều các bạn rồi các anh các chị thì là người mới thì vào cái trong group này thì lời đầu tiên thì cho phép Cảng được xưng tên và gọi là các bạn đi. Gọi là các anh chị thì đôi khi lại có nhiều em thì lại ít tuổi hơn, hoặc là gọi là mọi người cũng được. À, thì Cảng xin giới thiệu một chút về bản thân. Thì Cảng thì tên đầy đủ là Nguyễn Văn Cảng, sinh năm 1990. Quê của Cảng thì ở Lạng Sơn thôi. Thì Cảng cũng giống rất là nhiều những cái bạn bè và các anh chị ở đây. Thì Cảng mới học hết cấp 3 và chưa được học ở một cái trường môi trường chuyên nghiệp nào hết. Thì học xong cấp 3 thì Cảng về làm nông như mọi người ta, cũng như giống như đại đa số mọi người ở đây thì đều làm nghề nông hoặc là một số thì làm công nhân chẳng hạn. Thì đến một thời khoảng một cái thời gian gần đây thôi, năm ngoái, thì Cảng mới bắt đầu tiếp xúc với kinh doanh online. Thậm chí là khi mới bắt đầu với kinh doanh online thì còn rất là nhiều bỡ ngỡ cả. Nhiều thứ chưa biết lắm. Thì bây giờ thì cả ngoài kinh doanh online thì Cảng còn làm
công tác ở ngoài xã hội một chút. Đó thì làm ở bên đoàn với bên đảng một chút nữa. Thì giới thiệu cho mọi người biết về Cảng rõ hơn một chút. À, diễn diễn thì lag à, hay là chỗ diễn thì sóng 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 yếu diễn nhỉ? Chỗ em lại mạng kém À, á. Em thấy bình thường mà. Thấy rất bình thường luôn anh ạ. mọi người có nghe Cảng nói có thấy giật có lag gì không? Ok. Tiếp đây. Thế bây giờ anh có thể chia sẻ với mọi người tiếp. Đó chính là anh bén duyên với EasyLab như thế nào đó, và anh cảm nhận được rằng cái công việc này nó tiềm năng ra làm sao đúng không ạ? Đấy, và cái kết quả anh đã đạt được như thế nào thì anh có thể chia sẻ với mọi người ạ. Trước khi Cảng chia sẻ về đến với EasyLab như thế nào thì Cảng muốn chia sẻ với mọi người một một chút là Cảng đã bén duyên với kinh doanh online như thế nào đã. Đó, bởi vì trước đây là một người nông dân, nó là một người nông dân chân chính luôn. Đấy, chưa biết là kinh doanh online nó là như thế nào. Thậm chí mọi người nghe, thậm chí mình còn dị ứng với cái từ là kinh doanh online cơ. Đó, thì nghe mọi người nói kinh doanh online thì nghĩ là đây là một cái gì đó nó ảo ảo không có thật. Nó rất là vô lý kiểu như thế. Thì hôm nay thì Cảng live stream ở một cái phòng phòng trọ mọi người nhé. Cảng đang ở Bắc Ninh thì chỗ vợ Cảng đang làm thì có con nhỏ cho nên là không live ở phòng được, thì sang mượn phòng khác để live stream. Thì vào khoảng thời gian cũng cũng khoảng thời gian này năm ngoái, tháng 6, tháng 5 tháng 6 2018 thì Cảng có biết đến một cái cơ hội kinh doanh online, thì cũng được một người bảo trợ đó là em Diễn. Thì Cảng với em Diễn là cũng hội chăn nuôi lợn rừng với nhau cho nên là Cảng biết đến Diễn. Thì Diễn chia sẻ cho Cảng một cái cơ hội đó là kinh doanh về Oriflame ấy, về mỹ phẩm. Thì ở đây chắc hẳn là mọi người cũng biết đến Oriflame rất là nhiều đúng không? Nó là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng trên thế giới. Thì ngay ngày đầu tiên, những cái ngày đầu tiên mà Cảng tiếp xúc với kinh doanh Oriflame ấy, thậm chí là Cảng không biết một cái gì luôn. Đó, kể cả từ dán bài rồi là sao chép hay là gì đấy, không biết. Cái đấy thì Cảng, những cái kỹ năng mà Cảng bây giờ có được đều từ là kinh doanh online hết. Và những cái kỹ năng nói cũng thế. Và Cảng cũng có một cái chút thành công ở Oriflame. Thì cũng có thu nhập hơn 10 triệu một tháng từ cái công việc đó. Nhưng mà công việc nào cũng thế thôi, thì kinh doanh online xu thế nó cực kỳ quan trọng. Đến một thời điểm nào đấy nó không còn là xu thế nữa, cho dù ta có cố gắng như thế nào thì nỗ lực như thế nào thì nó cũng không không thể đạt những cái kết quả mình mong muốn. Thế thì Cảng cũng đã từng làm BOTV đó, ở đây chắc cũng có nhiều nhiều bạn làm BOTV đúng không? Đó, thế thì BOTV thì Cảng cũng làm 2 tháng và hệ thống Cảng cũng cũng cơ số nhiều đấy, vài trăm người. Nhưng mà cái sự đền đáp và cùng sự cố gắng của mình thì nó không đạt những kết quả gì như mình mong đợi. Thì cùng thời điểm đó thì cách đây khoảng chắc là khoảng tầm hơn 1 tháng hay là gần 2 tháng gì đó thì được em Diễn, anh với em Diễn thì đồng hành với nhau nhiều đấy, thì được em Diễn chia sẻ một cái cơ hội mới đó là kinh doanh về khóa học online, đó là kinh doanh về 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 khóa học mà EasyOnUp. Thì hôm nay thì Cảng sẽ chia sẻ tập trung chia sẻ với mọi người là Cảng đã biết đến EasyOnUp như thế nào và Cảng đã hành động và đã có kết quả ra sao ở cái công việc này. Đó thì mọi người có muốn biết là Cảng đã làm như thế nào để có thu nhập 20 ngày được 80 triệu không nào? Mọi người comment nhé. Rất muốn ạ, rất muốn biết luôn ạ. Mọi người comment ạ, mọi người comment phía dưới nha. Ở phòng của Cảng đây thì cái bóng bóng điện của nó hơi hơi tối một chút. Mọi người có lẽ là nhìn thấy cả mặt sẽ đỏ đấy, vì cái bóng điện nó đỏ. Đó, đúng rồi, xu thế cực kỳ quan trọng bạn Lại Vân ơi. Được rồi, thế thì Cảng sẽ nói một chút về cái cơ hội EasyOnUp nhé. Thì những ngày đầu vào khoảng tầm, nhớ không nhầm là đầu tháng 4 thì em Diễn là bảo trợ trực tiếp của Cảng bây giờ ấy, có chia sẻ cho Cảng cái cơ hội đó là kinh doanh.
về khóa học online đó, thì khoảng tầm vài ngày đầu tiên, có thể là thời gian đấy thì Cảng cũng bận, thì Cảng cũng cũng chưa để ý mấy lắm đâu. Đó, bởi vì là những cái dự án ví dụ như BOTV này mình đang làm cũng cũng phát triển, với lại là nhưng mà với cái sự là đền đáp của nó là mình không nhận được 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 nhiều về vấn đề là tiền bạc. Thế thì mấy ngày sau thì diễn cho Cảng vào nhóm, thế thì Cảng cứ thấy là mọi người cứ đăng chốt sale, ngày hôm nay lại nhận 2 triệu 6, ngày mai lại 6 triệu rưỡi, rồi lại có thậm chí là một có ngày hơn 10 triệu. Thế thì Cảng bảo là ôi cái này là mình phải nghiêm túc để tìm hiểu cái cơ hội này, nó tiền nhận về là có thật đấy, không phải là giả đó. Thì Cảng đã nghiêm túc và Cảng đã inbox với Diễn là anh sẽ quyết định vào cái khóa học. Lúc đầu thì Cảng vào cái khóa học bé thôi. Khóa học đó là 110 đô đó, khóa học 110 đô đó. Thế thì Rồi. Hai hình như là 3 ngày sau hay là 4 ngày gì đấy, Cảng không nhớ rõ là 3 hay 4 ngày gì đấy, thì Cảng bắt đầu chốt được sale đó. Sau khi mình sở hữu khóa học rồi, mình được thêm vào các group và các đội nhóm trên Messenger, và ở đây có rất là nhiều leader, người ta giỏi lắm đó, người ta đào tạo và trực tiếp là những người bảo trợ đó. Những người bảo trợ như là Diễn này là những người đi trước, Cảng là hướng dẫn Cảng bắt đầu như thế nào. Thì 4 ngày sau hay 3 ngày gì đấy thì Cảng bắt đầu chốt được một sale đầu tiên, đó cũng là 110 đô luôn. Đó rất là tuyệt vời, rất là hào hứng luôn. Thế thì chốt được sale đầu tiên mà thích lắm. Kiểu như là mình có sự đầu tư mà mình có kết quả thì rất là thích. Đó thế thì lúc đó năng lượng của Cảng lên cao lắm. Thậm chí là ngủ cũng nghĩ đến Easy One Up. Đó, ngủ cũng nghĩ đến gì đó, đi đâu cũng nghĩ đến gì đó. Kiểu thậm chí là mình đi xe trên đường nhé, đi xe trên đường cũng nghĩ là EasyMap, hoặc là làm việc gì cũng nghĩ đến EasyMap thôi. Đó thế thì và vài ngày sau, và vài ngày sau thì Cảng có chia sẻ cho rất là nhiều bạn đó, và cũng được rất là nhiều bạn quan tâm và hành động. Thế thì Cảng đã trong vòng 20 ngày đầu tiên thì Cảng đã có thu nhập khoảng khoảng 80 triệu đó, khoảng 80 triệu đồng đó. Cả nhà thấy thấy tuyệt vời không nào? Đó, 20 ngày đầu tiên Cảng đã thu nhập khoảng 80 triệu từ Easy On Up. Đó, đó là có con số cụ thể nhé cả nhà nhé, không mọi mọi người có thấy lag không? Thì Cảng nhìn thấy là bên Diễn rất là lag, Diễn nói thì Cảng thấy là lag lắm. Anh. Em vẫn thấy bình thường. Thế thì một con số là 20 ngày và 80 triệu. Thì thực ra trước đây thì Cảng đã kinh doanh online bên Oriflame, BOTV. Bên Oriflame thì Cảng cũng gọi là thành công, thì 4 tháng Cảng lên 21% gọi là quản lý cấp cao ấy. Thì lương khoảng 10 đến 15 triệu, thì lúc đó Cảng nghĩ là thích lắm rồi, thích lắm. Đấy, có thể là đêm 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 lên 21% còn không ngủ cơ. Đấy, bởi vì mình kinh doanh online mà mình làm thêm mà lương tháng có thu nhập hơn 10 triệu, đó là một cái điều rất là tuyệt vời đối với mình nghĩ là đại đa số mọi người. Có thể là cái thu nhập đó nó chẳng là lớn gì đối với những người mà người ta có thu nhập cao, nhưng mà đối với đại đa số người, ví dụ như công nhân, nông dân, mẹ bỉm sữa hoặc là giáo viên làm thêm, thì đó là một con số cũng rất là tốt rồi. Nhưng mà đến với Easy On Up thì mọi người còn còn có thể làm được hơn thế rất là nhiều nhé. Càng 20 ngày 80 triệu thì cũng chưa gọi là xuất sắc đâu, có người còn hơn càng rất là nhiều cơ khi đến với Easy On Up. Và càng muốn chia sẻ là cái cơ hội này nó tuyệt vời như thế nào đó. Thế thì như mọi người đã biết là kinh doanh online hiện tại thì nó đang là xu thế rồi, nó rất là bùng nổ, cực kỳ là bùng nổ. Đó, thì kể cả tỷ phú trên thế giới người ta còn nói là thế kỷ 21 không kinh doanh online thì tốt nhất là không nên kinh doanh nữa. Đó, thế thì điều đó chứng tỏ là kinh doanh trên Internet nó là xu thế của thời điểm hiện tại, đúng không nào? Thế thì với Easy On Up thì nó lại có một những cái lợi thế rất là tuyệt vời hơn nữa. Đó, bởi vì Cảng đã kinh doanh qua những cái sản phẩm như mỹ phẩm này, thực phẩm chức năng, ví dụ như ở bên Oriflame thì nó cũng có những cái sản phẩm là thực phẩm chức năng chẳng hạn. Thế thì những cái sản phẩm mà ta nhìn thấy được
Đó, thì nó sẽ có cái điểm bất lợi hơn rất là nhiều những cái sản phẩm mà công nghệ số. Thì tiện đây thì Cảng cũng sẽ nói những cái ưu điểm mà tại sao mà Cảng lựa chọn cái công việc là kinh doanh về khóa học online. Đó, để mọi người có cách hình dung và so sánh hơn. Đó, thì nó một cách khách quan hơn. Thì ở cái công việc kinh doanh về khóa học này thì nó có bốn cái xu thế mà Cảng Cảng nghĩ là nó khó có ở một cái công việc nào khác online hiện tại. Thì ví dụ như là Cảng sẽ nói cái bốn cái xu thế ưu thế cho mọi người để biết một chút. Thì thứ nhất là nó dễ làm. Đó, nếu mà người nào đã từng kinh doanh online rồi thì biết, thì kinh doanh online thì có cũng không phải là công việc nào cũng dễ làm đâu, nhưng mà đối với Easy Up thì Cảng thấy là nó dễ làm cực kỳ luôn. Nó rất là dễ làm. Thứ nhất là mình không cần phải là đào tạo về sản phẩm, mình không cần phải hiểu biết và học nhiều về sản phẩm chẳng hạn. Đó, ví dụ như trước đây thì Cảng đã từng kinh doanh Oriflame chẳng hạn, thì có rất là nhiều cực kỳ nhiều sản phẩm luôn, mình phải học và biết về các cái sản phẩm đó để mình tư vấn cho khách hàng, đúng không? Nó thậm chí là Cảng là một người con trai nhá, nói thì nó hơi ngại một chút, nhưng mà đôi khi là có những cái bạn gái mà hỏi về dung dịch vệ sinh phụ nữ này, đó là công dụng công dụng thế nào, thì nói chung là cũng kinh doanh online thì mình học hỏi thì mình nói thôi, nhưng mà mình phải hiểu biết về sản phẩm nhiều nhiều hơn, nói chung là nó có nhiều về sản phẩm đấy. Thì ở đây thì nó dễ hơn, nó là một khóa học về online đó, và nội dung trong khóa học này nó chủ yếu là nó đào tạo về các kỹ năng và kiến thức làm giàu trên internet. Mà kỹ năng kiến thức làm giàu trên internet thì mình vừa học và mình lại vừa được kinh doanh chính ở trong cái khóa học đó luôn. Đó mới là điều tuyệt vời. Kể cả sau này các bạn không mọi người không kinh doanh Easy On Up nữa, mọi người vẫn có kiến thức và các cái kỹ năng để mình kinh doanh tất cả những cái sản phẩm trên internet, kể cả sản phẩm mà kể cả mình kinh doanh truyền thống luôn. Đó. Thế thì dễ làm là thích rồi, đúng không? Dễ làm, kể cả người già lớp 12 còn làm được mà, đúng không? Người già 6 70 tuổi còn làm được, mẹ bỉm sữa, nông dân làm được, những người càng đã từng quen biết những cái bạn ở trên Hà Giang, đó Lào Cai, Sơn La, những cái bạn ở những cái vùng hẻo lánh rất xa xôi luôn. Đó, và bạn đấy biết đến Easy Map và có rất là nhiều người đã kiếm 10 triệu, 20, 30 triệu, thậm chí 50 triệu, thậm chí là 100 triệu một tháng từ Easy Map. Đó là cái sự thật. Đó, cả không bao giờ là nó có con số mọi người nhé. Cho nên là mình không thể nói dối được. Đó, tí nữa cả sẽ giải thích là vì sao mà Easy Up lại có cái thu nhập cao đến vậy. Đó. Đấy thì cả đang đang nói cái vấn đề là nó là dễ làm đó. Thứ hai nó là an toàn. Đó, an toàn. À, vì sao nó an toàn? Cả sẽ nói một chút là vì sao nó lại an toàn. Đó, thì như mọi người nếu mà ở đây ai đã tìm hiểu về Easy Lab thì biết là đây là một cái sản phẩm công nghệ số và công ty nó chỉ sản xuất một lần thôi và nó bán ra mãi mãi trên toàn thế giới mọi người nhé, không phải chỉ riêng Việt Nam, thị trường Việt Nam mình đâu, Easy Lab có mặt trên toàn thế giới đó. Thế thì nó sản xuất một lần và nó bán ra mãi mãi, với lại nó áp dụng cái mô hình affiliate marketing. Càng có thể nói cái cụm từ đấy thì có thể xa lạ với mọi người ở đây, thì càng nói đơn giản nó là ở Việt Nam mình thì hay gọi là liên kết tiếp thị ấy. Thì Việt Nam có rất là nhiều công ty áp dụng cái mô hình đó, ví dụ như Shopee, Lazada này, FPT này, hoặc một số ngân hàng, hay là Uber Grab này, đó rất là nhiều những cái công ty đó thì chắc mọi người biết. Thì đây là mô hình nhượng quyền đó, thì mình chỉ sở hữu một lần và mình có thể là nhượng quyền cho mọi người mãi mãi, có nghĩa là n lần đấy. Đó là những cái sản phẩm, càng xin nói một chút những cái sản phẩm mà chúng ta nhìn thấy được nhé, ví dụ như kem xịt đánh răng này, sữa rửa mặt này, hay là một cái xà phòng chẳng hạn, thường thường ngày mà mọi người dùng ấy, thì công ty người ta sản xuất ra rồi mà người ta bán đi rồi ấy, thì công ty muốn 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 bán nữa thì công ty lại phải sản xuất nữa, đúng không? Đó, vậy thì nếu mà công ty muốn muốn bán đi nữa, công ty lại phải sản xuất, vậy thì sản xuất thì công ty sẽ mất chi phí thêm để sản xuất. Vậy thì những cái mặt hàng truyền thống thì cái sẽ không thể nào mà công ty sẽ trả hoa hồng cho mình cao được. Đó. Thế thì ở đây thì cái vấn đề an toàn thì nó áp dụng cái cả năm muốn nói là nó áp dụng cái mô hình đó. Cho nên là nó không phải mất thêm một cái gì nữa và nó cứ thu về tiền về thôi, thu tiền về. Nó dành cho người khách hàng là 90% và nó cứ thu tiền về đó.
Đó. Với lại là ở đây mọi người chắc là cũng đã từng nghe đến vấn đề đa cấp đúng không? Cả muốn nói một chút về vấn đề đa cấp bởi vì cái vấn đề này là mọi người rất là hay nhạy cảm. Affiliate marketing nó khác hoàn toàn đa cấp mọi người nhé. Đó, đa cấp ngày xưa nhé. Đa cấp ngày xưa. Tại sao mà đa cấp nó lại sụp đổ? Là các công ty mà người ta áp dụng cái mô hình Ponzi ấy, ở đây không biết là mọi người biết đến cái mô hình Ponzi không? Mô hình phát triển theo kiểu tòa tháp xuống như này này. Đấy, kiểu cái nón ấy. Đó, vậy Em biết ạ. thì đó. Thế thì người ở trên đứng đầu người ta phát triển rộng dần ra theo kiểu cái nón ấy, tòa tháp ấy. Vậy là những người ở giữa, ở sau cùng, sau cùng, sau cùng vào thì mọi người phải đóng một cái khoản tiền nào đó để mua sản phẩm chẳng hạn. Thì người ở trên đầu, người ở giữa vẫn được hoa hồng. Đó, có nghĩa là người sau cùng vào, người ở trên đầu, người ở giữa, tất cả những người ở trên đều được hoa hồng hết. Đấy, vậy thì đến một thời điểm nào đấy mà công ty nó phát triển, hệ thống nó phát triển rộng dần quá đi, rộng mãi đi, thì công ty không thể đủ hoa hồng để trả cho toàn bộ hệ thống đó. Vậy là công ty nó sập, những người vào sau không được gì đúng không? Đó, vậy là đến là công ty nó sập thì những người vào sau chẳng được gì đó, dẫn đến là lừa đảo. Và một thường thường là một cái sản phẩm nào mà công ty nó trả hoa hồng cao, trả hoa hồng toàn bộ hệ thống như vậy đó, trả từ dưới lên trên trả hết như vậy, thì những cái sản phẩm đó thường thường là không chất lượng đó. Thế thì đấy là cả nói đến cái vấn đề an toàn. Còn affiliate marketing nó khác nhé, mình bán khóa học đó, mình chỉ bán cho người nào thì mình được nhận tiền từ người đó thôi đó. Nó còn nhận được hai cái thu nhập thụ động nữa, nhưng mà vấn đề này thì khi nào mà ai sở hữu khóa học thì mọi người sẽ được tư vấn kỹ hơn. Thế thì vấn đề thứ ba đó là thu nhập nó cao và nhanh đó, nhiều tiền và nhanh đó. Nhưng mọi người nếu mà đã kinh doanh online thì mọi người biết là có thu nhập 10 triệu, 20 triệu một tháng từ kinh doanh online cũng rất là vất vả. Đó, nếu mà mọi người kinh doanh các cái sản phẩm mà mình nhìn thấy được ấy, ví dụ như là một cái số sản phẩm nào đó thì mình phải mất rất là nhiều công sức để bán được khoảng tầm 100 triệu tiền hàng. Đó, nếu thường thường là 30 đến 20 đến 30% chẳng hạn, 100 triệu tiền hàng thì mình cũng được vài triệu thôi, vài vài chục triệu. Nhưng mà 100 triệu tiền hàng thì càng chắc chắn rằng mọi người không thể bán được trong vòng một tháng 100 triệu tiền hàng đâu. Đó. 100 triệu tiền hàng rất là khó luôn. Đấy, càng đã từng bán vài triệu mà đã khó rồi. Đó, cho nên là cái vấn đề thu nhập 10 triệu ở trên kinh doanh online đó là một cái điều mơ ước rồi. Nhưng mà với cái EasyLab này thì mọi người còn có thể là có thu nhập cao hơn thế rất là nhiều nhé. Đó, thực tế thì Cảng đã trải nghiệm và tất cả đội nhóm của Cảng và những người trên Cảng thì rất là nhiều người có thu nhập rất là cao và nhanh. Đó, tại sao Cảng nói nhanh? 20 ngày 80 triệu là nhanh rồi đúng không? Đó, 20 ngày 80 triệu, thậm chí là nhiều người một tháng 100 triệu, hơn tháng 100 triệu. Đó, thì Cảng một tháng thì Cảng đã đạt đến cái mức thu nhập là 100 triệu rồi. Đó, thì Cảng thấy cực kỳ là tuyệt vời, quá tuyệt vời luôn. Đó, chứ không thể là diễn tả nổi cảm xúc. Đó, đấy là vẫn cái vấn đề thu nhập cao và nhanh. Và cái vấn đề nữa, mạng yếu. Mạng yếu và em xem không được rồi. Ô, mạng yếu à? À, chắc là chỗ chỗ Cảng thì mạng khỏe đấy, bởi vì Cảng dùng 3G đang tốc độ cao nên không dùng wifi. Wifi thì ở trong phòng kín thì nó hơi hơi yếu một chút đó. Thế thì mọi người comment nhé, comment comment nếu mà Cảng nói không thấy rõ thì mọi người comment là không không nghe rõ nhé. Thế thì Cảng muốn nói đến một cái ưu thế nữa, thứ tư nữa, nó cực kỳ là tuyệt vời luôn. Thì cái thế thứ tư đó là vấn đề là nó đang là xu thế đó. Mọi người kinh doanh online thì chắc hẳn đã hiểu là xu thế và tính thời điểm này nó cực kỳ quan trọng đó. Ví dụ như là mình làm một cái công việc nào nào đấy nó không còn là xu thế, nó bão hòa rồi, thì cho dù mình có cố gắng nỗ lực như thế nào thì kết quả nó cũng không đền đáp được mình một cách xứng đáng đâu. Đó là càng khẳng định luôn đấy, xu thế cực kỳ quan trọng luôn đó. Và Easy One Up nó đang là xu thế, nó đang là xu thế. Mới vào Việt Nam được 8 tháng thôi, thị trường còn mới tinh. Ví dụ nhá, càng làm Euriflame chẳng hạn, bây giờ chia sẻ cho rất nhiều bạn bảo là chia sẻ cho người nào đấy bảo là làm Euriflame, người ta bảo là ôi Euriflame à, mình biết rồi đấy, mình đã từng làm rồi, nó không khó lắm, không thành công đâu. Nó sẽ có người nói như vậy luôn. Nhưng mà khi chia sẻ về Easy App thì rất là còn còn ít người biết đến. Nó chia sẻ về một cái cơ hội mới và có cái thu nhập
nó rất là tuyệt vời, thì mọi người sẽ để ý và tò mò hơn. Đó, thế thì nó đang là xu thế. Thực tế thì Internet nó đang là xu thế. Vậy thì ở đây càng muốn tóm tắt lại là ở đây ít khi có một cái công việc nào mà nó hội tụ cả bốn cái ưu điểm trên. Đấy, càng nói thật đấy, có công việc thì dễ làm thật nhưng mà nó không lại không kiếm nhiều tiền. Đó, có công việc thì kiếm nhiều tiền thật thì làm việc lại rất là vất vả. Đó, có công việc thì nó không nó kiếm nhiều tiền hay là dễ làm chẳng hạn thì nó dễ làm chẳng hạn, nó lại không là xu thế nữa. Đó, cho nên là hiện tại thì Easy Up nó đang hội tụ bốn cả cái ưu điểm trên, cho nên là một một cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Đấy là càng nói trong chia sẻ một cách thật lòng đối với mọi người. Đó, thế thì 20 ngày đầu tiên thì đó, 20 ngày đầu tiên thì càng đạt cái mức là thu nhập là 80 triệu, và một tháng thì càng đạt đến mức thu nhập là 100 triệu. Đấy, 100 triệu một tháng quả là tuyệt vời đúng không nào? Cả nhà comment tuyệt vời đi cho càng có một chút động lực để chia sẻ nào. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Thời điểm quan trọng. Đúng rồi, Ok. thời điểm cực kỳ quan trọng mọi người nhé. Kinh doanh, kể cả kinh doanh truyền thống nó cũng thế thôi. Chính xác. Nói chung là kể cả kinh doanh truyền thống hay là kinh doanh online cũng vậy. Thì như thông thường ấy thì Diễn vẫn lấy một cái ví dụ. Đó chính là ví dụ như là bây giờ các bạn đến với một cái công việc nào đấy mà nó đang trong cái giai đoạn bão hòa hoặc trong cái giai đoạn đi xuống rồi, cho dù là các bạn có nỗ lực thế nào, các bạn có thông minh tài giỏi đến đâu thì tất nhiên các bạn không thể đạt được cái điều mà mình mong muốn đúng không ạ? Bởi vì là cái thị trường nó không còn ưa chuộng cái sản phẩm của chúng ta nữa rồi đúng không ạ? Thì cái thị trường, cái ngoại cảnh nó đơn lại như vậy, chúng ta không thể thắng nổi thị trường, bởi vì bên ngoài kia còn rất nhiều cơ hội khác nó hay hơn nhiều đúng không ạ? Thế lý do gì mà những người khác người ta lại làm cái công việc mà mình đang làm đúng không ạ? Và ngược lại, nếu như là chúng ta đến với một cái cơ hội khác mà nó đang trong cái giai đoạn hình thành, đang trong giai đoạn bắt đầu phát triển, thì chúng ta còn rất nhiều cơ hội để thành công. Và cái cơ hội của chúng ta thành công đây nó rất là nhanh, đấy, nó rất là nhanh và nó rất là lớn so với một số công việc khác đó. Và với Easy Lab nó đang là thời điểm vàng ở thị trường Việt Nam hiện nay cả nhà nhá. Cả nhà comment xuống phía dưới là Easy Lab đang là thời điểm vàng thị trường Việt Nam hiện nay, ok không ạ? Đó, đấy nói chung là về cái thị trường online đấy, là Diễn thấy như vậy. Tại vì bản thân Diễn thì cũng được rất nhiều anh chị em là những người leader, họ đang tham gia một những cái dự án khác ấy, họ cũng mời Diễn. Đấy, và tất nhiên là với anh cả cũng tương tự như vậy, họ cũng mời, họ cũng chia sẻ cho mình, nhưng mình không quan tâm. Bởi vì sao? Bởi vì mình thấy là cái cơ hội ở Easy Lab là quá tuyệt vời rồi đúng không ạ? Đó, thì mình thấy nó tuyệt vời rồi thì mình phải cố gắng, mình nỗ lực và mình phải quyết tâm mình được cái mục tiêu của mình ở đây đúng không ạ? Đó, mọi người comment xuống phía dưới là Easy Lab là thời điểm vàng đi ạ. Ok chưa ạ? Đó. Thế nên là đây là một cái cơ hội rất là tuyệt vời. Thì qua cái buổi chia sẻ này ấy, thì anh Cảng có một cái thông điệp gì gửi cho những cái bạn mới mà những cái bạn đang tìm hiểu và nghiên cứu về công việc này để làm không ạ? Đối với một người mới mà mới bắt đầu tìm hiểu về Easy Lab ấy, hoặc là những người đang có ý định tìm hiểu thì cũng cũng giống như Cảng thôi. Đó, hoặc là được một người bảo trợ hoặc là được một người một bạn nào đó chia sẻ thì mình càng nghĩ là mọi người nên nghiêm túc, nó nên nghiêm túc tìm hiểu về nó, cho dù là các bạn có thể không làm cũng được, nhưng mà mình nghĩ là nếu mà các bạn hay là mọi người bỏ qua cái cơ hội này thì mình nghĩ là có thể là sẽ rất là hối tiếc. Đối với bản thân Cảng thì nếu mà Cảng bỏ qua cơ hội Easy Lab này, lúc đấy mà Cảng không 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 làm chẳng hạn, Cảng không hành động ngay á, thì Cảng đã mất một cái cơ hội là kiếm 100 triệu một tháng rồi đúng không nào? Đó, rất là tuyệt vời luôn. Thì những cái bạn là hoặc là các anh các chị nào mà được một cái người nào mà chia sẻ đấy thì Cảng nghĩ là mọi người nên 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 tìm hiểu một một cách nghiêm túc nhé. Mọi người nhé, tìm hiểu một cách nghiêm túc, nó khác là mình tìm hiểu một cách sơ sài nhé. Ví dụ như mình chỉ nghe qua thôi, mình chưa hiểu vấn đề nó ở đâu, đó, chưa hiểu vấn đề là nó hay ở chỗ nào thì mình sẽ không yêu thích nó đâu. À Thu à, bật quạt lên cho mát. Ở đây không có quạt là bạn ơi, ở đây thì một cái phòng trống mà người ta không ở nữa thì mình vào đây livestream thôi. Đấy, cho nên nó rất là nóng.
Đấy thì đang vẫn nói đến cái vấn đề là những cái bạn mới, những người mới tìm hiểu đến cái cơ hội này thì tìm hiểu nghiêm túc là thế nào? Mình có thể là mình vào YouTube chẳng hạn. Đây bây giờ mọi người vào YouTube để tìm hiểu về Easy Up thì rất là nhiều nhá. Chỉ cần gõ là cách kiếm tiền từ Easy Up thôi sẽ rất là nhiều kết quả. Đó, rất là nhiều kết quả. Và chúng ta trao đổi hoặc là nghe một cái một người bảo trợ nào đó của các bạn mới chẳng hạn. Ví dụ như các bạn mới vào thì các bạn chưa thể truyền tải hết cái nội dung và cái công việc của Easy App cho những cái bạn mới, thì những người bảo trợ thì sẽ là người chia sẻ cho các bạn hoặc cho mọi người. Thì mọi người cứ thử nghe một lần và nó sẽ thấy nó hay như thế nào. Đó. Thì nếu mà mình không làm cũng chả sao đúng không nào? Đó, mình coi như là mình biết đến một cái cơ hội vậy. Đó, sau này thì mình khi nào mình sẵn sàng thì làm, nhưng mà Cảng vẫn luôn nói là tính thời điểm luôn luôn cực kỳ quan trọng. Đó, cực kỳ quan trọng trong kinh doanh online. Nếu mà chúng ta chỉ là suy nghĩ một tuần hoặc là thậm chí là một ngày thôi. Đó, trong vòng một ngày thôi đã rất rất là nhiều người người ta đã làm rồi. Đó, thậm chí là người ta còn chia sẻ cho những cái khách hàng tiềm năng của mình cơ. Đó, cho nên là Cảng mới nói là thời điểm nó rất là quan trọng. Thế thì các bạn mới, những ai là người mới đến với cái buổi livestream hôm nay thì nếu mà mọi người muốn tìm hiểu hoặc là được ai đó chia sẻ thì mọi người hãy hãy thử một lần là nghiêm túc để nghe nhé, để nghe và tìm hiểu cái cơ hội này. Đấy, có thể là mọi người có sẽ làm tốt hơn Cảng đi hơn rất là nhiều cơ. Nó có thể mọi người còn thu nhập 100-200 triệu, thậm chí là 300-400 triệu một tháng cũng có. Đấy, không gì là không thể cả, mọi người còn làm tốt hơn mà. Đó, Cảng thì cũng gọi là làm trung bình thôi, cũng không phải là gọi là quá xuất sắc đâu, rất là nhiều thành viên xuất sắc nữa cơ. Điển hình là Diễn này chẳng hạn đúng không? Đó, và đội nhóm của mình cũng rất là nhiều người xuất sắc. Đó, 5 ngày kiếm 20 triệu có đội nhóm, 5 ngày kiếm 20 triệu, một tháng kiếm 5-70 triệu có. Đó là những gì mà Cảng muốn 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 chia sẻ với những cái bạn và những cái anh chị là mới bắt đầu tìm hiểu về công việc này. Rồi, xin cảm ơn anh cả rất là nhiều. Nóng quá mặt Cảm đỏ ơn hết rồi cả nhà ơi. về cái tiềm năng cũng như cái câu chuyện thành công của mình ở trong cái buổi tối ngày hôm nay. Thì đến bây giờ thì nó cũng là một cái thời gian từ đến giờ được khoảng 40 phút cho anh nhỉ. Đó. À, Thì bây giờ cũng 40 phút thôi. Vâng, thì bây giờ đến cái phần mà giải đáp câu hỏi dành cho những người mới. Thì trong số tất cả chúng ta ở đây, các bạn mới ấy, thì các bạn có muốn tìm hiểu sâu hơn hoặc là muốn có một cái câu hỏi nào đấy thì mọi người cứ hỏi ạ, Diễn và anh Cảm sẽ hỗ trợ mọi người và giải đáp cái thắc mắc đấy để cho mọi người và giúp mọi người hiểu hơn và hình dung rõ hơn về công việc mọi người nhé. À, mọi người comment những cái thắc mắc của mình nhé. Cảng với Diễn sẽ giải đáp cho mọi người tất cả những cái vấn đề mà mọi người đang thắc mắc trong đầu. Mọi người comment đi ạ. Muốn À. thử chính xác là phải nghiêm túc tìm hiểu, chúng ta không thể nghiêm túc ấy thì chúng ta không thể tìm hiểu và không nhìn thấy hết những cái giá trị cũng như cái tiềm năng của công việc được, đúng không ạ? Thế nên là chúng ta phải thực sự nghiêm túc đó, làm cái gì thì chúng ta cũng phải nghiêm túc mới ra kết quả được. Cách làm như thế nào đó em à, chị Nguyễn Nhung. Chào Mỹ Nhung, cách làm. Hai người chia sẻ cho chị Nhung để vào cái group này ạ. Chị ơi, cái cách làm ấy ở đây nhá, thì anh Cảng có chia sẻ về cái tiềm năng và để giúp mọi người hiểu rằng đây nó là cái cơ hội hay không, và chia sẻ về những cái giá trị gì mà anh đã nhận được ở khu vực này. Còn đối với cái cách làm ấy thì chị có thể inbox cho cái người mà chia sẻ cái đường link group này để cho chị vào đây, hoặc là nếu không có ai thì chị có thể inbox cho em hoặc inbox cho anh Cảm cũng được ạ. Đó thì bọn em sẽ hướng dẫn chị nhé. Còn có người đưa chị vào group này thì chị sẽ hãy chủ động inbox cho họ. Chị theo dõi Cảm gần 2 tháng rồi. Rất là cảm ơn chị Nguyễn Nhung nhé. Vậy thì inbox cho anh Cảm luôn.
Thì tất cả các vấn đề nó đều có nguyên nhân và giải pháp mọi người nhé. Đấy, cho nên là không có gì là không thể giải quyết được hết. Đó, Trước chị Nhung, chị Nhung em chị sẽ chia sẻ với chị nhé. Em sẽ có một cái cuộc điện thoại nói chuyện với chị cụ thể hơn. Đó, bởi vì cái cách làm như thế nào thì ở đây nó sẽ nói thì nó sẽ rộng một chút, nó sẽ đi sâu vào một chút. Đó, cho nên là có thể là cách làm thì có thể là nói sơ qua thì mọi người sẽ không hiểu được hết cách làm của nó đâu. Đó, mọi người có câu hỏi gì muốn hỏi thì mọi người cứ comment nhá. Chàng với Diễn sẽ sẵn sàng giải đáp tất cả các câu hỏi của mọi người. ở đây nhá, khoan để em trả lời câu hỏi đã. Trước của bạn Đặng Thúy Hạnh là trước tiên là phải làm thế nào? Thì bạn Hạnh nhá, bạn là một người mới thì bạn chưa biết và chưa vào khóa học đúng không ạ? Thì bạn đầu tiên là bạn cần đăng ký một khóa học đó, xong sau đó là mình thanh toán cho công ty. Đấy, mình đang thanh toán công ty xong rồi công ty sẽ bảo trợ của bạn sẽ kích hoạt cho bạn một cái tài khoản trên cái web của một công ty, trên một cái web của công ty. Đấy, thì xong sau đó là bạn sẽ được vào nhóm làm việc với cùng mọi người, ok chưa? Và bạn sẽ được đào tạo bài bản, bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết về công việc. Đấy, người ta sẽ hướng dẫn bạn là làm thế nào để tiếp cận khách hàng tiềm năng và làm thế nào để thu hút khách hàng tiềm năng, và tất cả những kỹ năng của một người làm kinh doanh cần có thì bạn được đào tạo bạn nhé, bạn sẽ được đào tạo rất là chi tiết. Thế nên là ok đi đó. Chị Kim Ngân, bạn Kim Ngân hỏi là ví dụ em mua gói 6 Sao lại không thấy bình triệu luận của mọi người nhỉ? 600 đô thì em được gì? Không phải, không có khóa 6.600 em nhá, mà chỉ có khóa 6.600.000 Việt Nam thôi, Việt Nam đồng thôi, chứ không 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 có khóa 6.600, chỉ có khóa 2.000, à quên, khóa 275 thì nó tương đương với 6.600 và còn 5 khóa khác nữa đó. Thì em mua cái khóa 6.600 này thì em sẽ có được cái giá trị như sau: em sẽ học được những cái kiến thức rất là chuyên sâu về lĩnh vực kinh doanh ở trong cái khóa học đấy. Đấy, và xong sau đó là em sở hữu khóa học đấy và em sẽ có được kiến thức từ trong khóa học đấy, kết hợp với việc là em sẽ được học kiến thức từ trong cái môi trường làm việc của đội nhóm. Trong đội nhóm thì sẽ có nhịp bảo trợ, có rất nhiều anh chị em khác là những người leader, họ đã có một sự thành công rất lớn ở công việc này rồi, họ sẽ đào tạo em một cách rất là bài bản và em sẽ có kỹ năng làm thế nào để bán được cái khóa học mà em đang sở hữu. Đấy, và cái quyền lợi em sẽ có được đó chính là 90% trên một cái mỗi lần mà em bán được cái khóa học này, em hình dung chưa? Đó, ok chưa? Bạn Minh Khang có hỏi là cho em hỏi em sẽ mua khóa học đó từ ai? À, cái vấn đề là em sẽ mua khóa học đó từ ai thì anh sẽ nói một chút nhé, cả sẽ nói một chút. Thì khi mà mọi người được một ai đó nhé, một ai đó chia sẻ cho mọi người cái cơ hội này, thì sau khi thì chia sẻ thì mọi người nắm được tất cả mọi thứ về công việc rồi, thấy công việc nó tuyệt vời, nó tốt rồi, mọi người muốn hành động ngay đó. Sau đó thì mọi người sẽ mua khóa học với cái người mà đã chia sẻ nhé. Đây là mô hình nhượng quyền mà mình sở hữu một lần và mình được nhượng quyền và mình được bán ra mãi mãi đó, thì mọi người sẽ được mua với cái người mà đã chia sẻ cái khóa học đó cho bạn đó. Thì hình thức nó là như thế nào đó, sau khi thì chia sẻ ổn, mình nắm được hết tất cả những vì gì về công việc rồi, thì sau đó ta muốn quyết định nó quyết định mua một cái khóa học nào đấy đó. Thế thì sau khi ta đã quyết định mua một cái khóa học nào đấy, ta sẽ chuyển tiền cho cái người mà người ta chia sẻ công việc này cho mình, nó gọi là bảo trợ ấy. Thì chúng ta sẽ chuyển tiền tương ứng với cái khóa học mà ta vào cho người bảo trợ. Sau đó người bảo trợ sẽ gửi một cái đường link đó, cái đường link để đăng ký khóa học cho các bạn đó. Thì sau đó thì các bạn sẽ có video hướng dẫn để đăng ký nhé. Sau đó mọi người sẽ đăng ký trên cái video hướng dẫn đó, đăng ký khóa học, sau đó được thêm vào group và các đội nhóm để được đào tạo và chúng ta bắt đầu kinh doanh đó, được học và kinh doanh Rồi, ok. đó. Okay. Rồi, thì bây giờ các bạn có câu hỏi nào gì nữa không ạ? Thì trong cái quá trình chờ đợi những ai đặt câu hỏi thì Diễn chia sẻ với mọi người thêm một chút về cái cách là lên lựa chọn vào cái khóa nào phù hợp nhất với một người mới. Thì Diễn sẽ chia sẻ với mọi người như sau. Thực ra ấy, là như
khóa học ở trong ở Zero Up thì nó có 6 khóa học và 6 giá tiền khác nhau. Tất nhiên là cái số tiền mình bỏ ra bao nhiêu thì nó cũng tương đương với cái kiến thức mình có được bấy nhiêu. Ok chưa ạ? Đấy. Và cái khóa nhỏ nhất là 30 đô, cái khóa thứ hai là 110 đô này, khóa thứ ba là 275 đô, khóa thứ tư là 550 đô và khóa 1.100 đô. Đấy, là khóa thứ năm và khóa thứ sáu là khóa 2.500 vuông. Đấy, 6 cái khóa này thì tất nhiên là với một cái người mới thì chúng ta cũng không cần thiết phải bỏ vài chục triệu ra để mua một khóa học. Đó chính là thế nên là chúng ta loại luôn là hai khóa đầu, loại luôn là khóa 1.000 và khóa 2.000. Đó, loại luôn hai cái khóa cao nhất đấy. Bởi vì mình hiểu một điều rằng cái tâm lý của các bạn là cũng như mình thôi. Bản thân mình hoặc là bản thân anh Cảng hoặc là một số các bạn khác đang phát triển rất tốt ở công việc này cũng có cái tâm lý như các bạn. Đó chính là mặc dù mình biết đây là cái cơ hội rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Nó là cái công việc rất là tiềm năng vào cái thời điểm này. Thế nhưng mà mình cũng không nhất thiết là phải bỏ vài chục triệu ra để mình đầu tư. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình bỏ ra một số tiền lớn lớn như vậy mình để mình đầu tư vào thì tức là mình làm việc với một cái tâm thế nó rất là áp lực, đúng không ạ? Nó áp lực vì cái đồng tiền đấy mọi người. Đấy, và chính cái sự áp lực đấy nó đã khiến cho chúng ta làm việc một cái tâm thế nó không thể thoải mái được. Và chính cái điều đấy nó sẽ ảnh hưởng tới cái hiệu quả, cái chất lượng làm việc của chúng ta, đúng không ạ? Đấy, đấy là cái lý do mà vì sao chúng ta lên loại luôn hai khóa đầu, chúng ta chưa cần thiết phải vào cái hai cái khóa cao nhất như vậy, đúng không? Và cái quan trọng hơn nữa chính là chúng ta phát triển được, chúng ta có thể nâng cấp lên sau thì vẫn chưa có gì là muộn, rất là ok, đúng không ạ? Đấy, thì bây giờ còn bốn cái khóa bên dưới nữa thì Diễn tiếp tục phân tích để mọi người hiểu. Thì hai cái khóa nhỏ nhất ở đây đó chính là khóa 30 đô và khóa 110 thì mọi người cũng có thể loại luôn. Cái lý do loại, cái thứ nhất chính là cái kiến thức của nó bị giới hạn. Kiến thức của nó chỉ là phần nào thôi. Thì các bạn hình dung như này nhé. Một cái khóa học ấy mà nó có giá 1, 2, 3 triệu thì nó không thể mang một cái kiến thức làm giàu của 1 tỷ phú được, đúng không? Nếu mà mình sở hữu một cái khóa học 2, 3 triệu, mình đã có cái công thức để kiếm được 100 triệu một tháng, để kiếm được 80 triệu trong 20 ngày đầu tiên thì không lý do gì công ty lại phải ra những cái khóa lớn hơn, đúng không ạ? Đó, đấy là cái lý do thứ nhất mà để chúng ta hiểu vì sao đúng không ạ? Lý do thứ hai, nó sẽ bị giới hạn trong cái quá trình chúng ta nhượng quyền như người khác. Giới hạn quá trình nhượng quyền tức là như nào? Ví dụ bây giờ như này, mình đang sở hữu khóa 110 nhưng khách hàng của mình họ lại có nhu cầu vào khóa 275, tức là khóa 6 triệu 6 đấy ạ. Đó, thì lúc này mình muốn được hưởng cái khóa của người ta thì mình phải làm gì ạ? Phải nâng cấp. Và cái việc mà mình nâng cấp ở đây thì sao ạ? Mình lại tốn thêm chi phí, đúng không ạ? Đó, vậy thì thay vì thế mình có thể tận dụng tối ưu hóa lợi nhuận và mình hạn chế cuộc nâng cấp, nên là mình có thể lựa chọn vào một trong hai khóa giữa là phù hợp nhất, đó chính là khóa 275 tương đương với 6 triệu 6 và khóa 550 tương đương với tầm khoảng 13 triệu. Đó thì các bạn có thể lựa chọn vào một trong hai khóa này, và lại để lựa chọn vào một trong hai khóa này khóa nào là hợp lý nhất thì Diễn sẽ phân tích mọi người hiểu như sau. Nếu mà các bạn có khả năng có tài chính thì các bạn lên vào cái khóa 550 là cái khóa 13 triệu đấy ạ. Vì sao lại Diễn khuyên các bạn lên vào cái khóa này là cái lựa chọn đúng đắn nhất, đó chính là cái khóa này nó có rất nhiều kiến thức của nó bắt đầu chuyên sâu rồi mọi người nhé, kiến thức rất là hữu ích đấy, rất là cần thiết với một người làm kinh doanh, với một cái người mà khao khát thành công trong lĩnh vực kinh doanh như chúng ta ở đây đấy. Cái thứ hai nữa là cái khóa đấy nó ở cái tầm gọi là khá rồi đấy, nên là mình sẽ được tặng hết những khóa dưới, mình bán những khóa dưới để mình bán những khóa dưới thoải mái mà mình không cần phải nâng cấp nữa. Ok chưa? Và cái quan trọng hơn đó chính là khi mà ta sở hữu khóa đấy, khóa 550 đô thì tức là ta cũng sở hữu kỹ năng để chốt khách cái khóa 550 đô. Mọi người hình dung chưa? Tức là cái số tiền mà ta bỏ ra để ta đầu tư cái khóa nào thì nó tương đương với những cái kiến thức ta có được bấy nhiêu, đúng không ạ? Ví dụ bạn vào cái khóa 700k là cái khóa 30 đô đấy ạ, thì tất nhiên bạn cũng chỉ có cái kỹ năng và bạn cũng chỉ có cái kiến thức ở trong khóa đấy để chốt khách được cái khóa 700k đấy. Và ngược lại, nếu mà bạn cái khóa 550 đô, cái khóa 13 triệu đấy ạ, thì bạn cũng sẽ có kỹ năng và có kiến thức để chốt khách được cái khóa 13 triệu. Ok chưa ạ? Đấy, thế nên là vì sao mà mình luôn khuyên và định hướng cho những cái người khách hàng mới của mình ấy là họ nên lựa chọn vào một trong hai khóa ở giữa như vậy. Và tất cả các
khách hàng của Diện ấy, thì đa số là họ chọn khóa 500, 500 Nomido và cái khóa 6 triệu 6 đấy mọi người nhé. Và hiện tại thì Diện đang đứng số 1 trên toàn thế giới về cái mức độ tăng trưởng của khóa 275. Tức là bản thân mình chốt cái khóa đấy rất là nhiều và downline bên dưới mình cũng chốt cái khóa đấy rất là nhiều. Đấy, cái nhu cầu khách hàng họ chỉ một trong hai khóa đấy thôi mọi người nhá. Đó, thì mọi người đã hình dung ra cái cách mà mình có thể chọn cái khóa hợp lý nhất chưa ạ? À, những người mới đã hiểu chưa ạ? Nếu mà hiểu rồi các bạn comment nhé. Mọi người comment nhé, hiểu hay còn thắc mắc. À đây thì chị còn chị Nguyễn Nhung lại hỏi tiếp là một khóa học là bao nhiêu và về những mảng nào. Đấy, thì như Diễn vừa đấy đã nói rồi đấy chị Nhung đó, thì ở đây thì nó có toàn bộ là 6 khóa học từ cơ bản cho đến nâng cao. Thì cái khóa học này là nó chung trên toàn thế giới chị nhé, à, mọi người nhé. Đấy, giá đô thì đây là khóa học của Mỹ mà, thì đây là giá đô thì nó chung rồi, thì quy đổi ra tiền của mỗi nước thì giá trị tiền của mỗi nước thì khác nhau thôi đó. Thì có các cái khóa học cơ bản, từ cơ bản cho đến nâng cao, em sẽ nêu ra 6 cái khóa học đó. Thì ví dụ như khóa học đầu tiên là 30 đô, nó tương đương 700 nghìn, và khóa học tiếp theo là khóa học mà 110 đô, nó tương đương 2 triệu 6. Khóa học tiếp theo là 275 đô, nó tương đương 6 triệu 6. Đấy, khóa học tiếp theo là 550 đô, tương đương 13 triệu. Khóa học tiếp theo là 1.100 đô, tương đương 26 triệu. Và khóa học cuối cùng là 2.500 đô, là 59 triệu. Đấy, các cái khóa học nó là như thế. Thế thì về nội dung, tất cả những cái khóa học này nó đều bao quát nội dung, nó là những cái kỹ năng và kiến thức làm giàu trên Internet hết. Đó, còn từ cơ bản cho đến nâng cao là nó dựa vào cái khóa học mình lựa chọn. Đó. Đúng không ạ? À, ở đây mọi người đã hiểu là cái cách mà mình có thể lựa chọn vào một trong hai à một trong sáu cái khóa để cho nó phù hợp chưa ạ? Đấy, ok đã hiểu. Vâng, thì tất cả các bạn mới thì những ai mà chưa chưa vào khóa đấy, mọi người có một câu hỏi nào thì mọi người cứ comment phía dưới nhé. Thì Diễn và anh Cảng sẽ giải đáp những cái thắc mắc ấy để cho mọi người hiểu ạ. Mình mua một lần bán mãi mãi đúng không chị? À đúng rồi, đúng rồi, đem nhắn nhé. Đây là cái mô hình nhượng quyền, thì mình chỉ cần sở hữu một lần thôi và mình được nhượng quyền mãi mãi, nhượng quyền n lần nhé. Đó, cho nên là tại vì sao mà càng đầu tư càng nâng cấp một lần đó. Ví dụ như cái vấn đề chính sách công ty ấy, nó liên quan đến vấn đề nâng cấp cấp ấy, càng cũng nói một chút cái vấn đề lựa chọn khóa học ấy. Thì khi ban đầu thì càng vào thì càng cũng bảo là muốn thử xem thế nào đó. Thì càng vào cái khóa học bé đó là khóa học 1.000, à 110 đô ấy, khóa học 110 đô. Thì vài ngày sau đó thì chốt khóa xong, là có vài ngày sau lại có người vào cái khóa học to hơn, bởi vì người ta nhận ra cái tiềm năng của công việc đó. Thì khách hàng người ta lại vào cái khóa học to hơn, người ta không chấp nhận là mình phải mất tiền nhiều lần để nâng cấp đó, cho nên là người ta vào khóa học to hơn, vậy là càng lại phải nâng cấp. Đó, vậy hiện tại thì Cảng đang sở hữu cái khóa học 1.100 đô, nó 26 triệu đấy. Thì Cảng sẽ được tặng tất cả các cái khóa học còn lại. Đó, các cái khóa học từ 1.100 đô trở xuống, có nghĩa là Cảng sẽ được kinh doanh tất cả những cái khóa học từ 1.100 đô trở xuống. Đấy, Cảng sẽ được kinh doanh những cái khóa học đó. À, thì mô hình nhượng quyền thì nó luôn luôn là như thế mà. Ví dụ như là gà KFC đấy đúng không? Cái thương hiệu gà KFC nó rất là nổi tiếng trên thế giới, toàn thế giới đúng không? Đó, thì mọi người ông chủ ông có phải là đi từng cái cửa hàng để mà nói cách làm như thế nào đâu đúng không? Đấy, ông ta chỉ nhượng quyền cái công thức để làm ra một cái món gà rán ngon thôi. Đó, thì người nào người người ta muốn mua cái bản quyền đó thì người ta phải trả tiền đó, trả tiền cho cái ông chủ đó đúng không? Nó ở đây nó cũng là như vậy thôi. À, ok. À, thì ở đây bạn Kim Ngân có hỏi là khóa học đó dạy kiến thức về cái gì hay chỉ dạy cách mình bán được những khóa học thôi? À, em ơi, thì tức là nhá, cái kiến thức ở trong này ấy, nó là những cái kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kinh doanh. Đấy, thì đã kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kinh doanh thì mình có thể áp dụng cho bất cứ một cái sản phẩm nào, một cái ngành nghề nào, một cái lĩnh vực nào, đúng không ạ? Một cái cả về cái lĩnh vực kinh doanh đều có thể áp dụng được hết. Giả sử bây giờ chị đang làm cái công việc này để chị ứng dụng cái kiến thức này vào cái việc mình học,
Nhưng bên cạnh đấy chị vẫn có thể áp dụng cho cái kiến thức này vào cái công việc truyền thống của chị, đó chính là chị bán lợn rừng. Vẫn rất là ok, vẫn rất là hữu ích và cần thiết. Ok chưa? Đó, mình có thể áp dụng cho cả công việc online và công việc kinh doanh truyền thống đều rất ok mọi người nhé. Đấy. Thì người ta sẽ dạy về chi tiết ấy, thì diễn có gợi ý cho mọi người hiểu một chút. Đó chính là người ta dạy mình cái cách đầu tiên là người ta sẽ dạy mình cái cách là xây dựng thương hiệu cá nhân trên Facebook một cái cách chuẩn chỉnh để thu hút được khách hàng tiềm năng đấy, và để mình làm thế nào để tiếp cận được khách hàng tiềm năng và làm thế nào để nhận biết đâu là những cái người khách hàng tiềm năng của mình và làm thế nào để chốt khách hiệu quả nhất có thể đó. Ví dụ ngày xưa ấy mà Diễn chưa làm cái Easy Lab này, Diễn rất ngại bán hàng đấy, và trong cái việc mà Diễn làm trang trại lợn rừng tất nhiên là Diễn cũng phải bán lợn đúng không đấy, thì Diễn thấy là trước đấy thì Diễn cái kỹ năng bán lợn của mình thì nó chưa có ok đấy, nhưng mà khi mà Diễn được học những kiến thức trong khóa học này và cùng với cái môi trường được các anh chị lớp trong đội nhóm trong hệ thống đào tạo hướng dẫn chia sẻ cho mình những kinh nghiệm những kỹ năng, thì mình cảm thấy rằng là mình áp dụng cái này không chỉ vào cái công việc ở trong này mà mình có thể áp dụng vào cái việc mà bán lợn rừng, thì mình cũng thấy nó rất hiệu quả vô cùng như vậy. Mình thấy là mình thấy là cái kỹ năng của mình nó cũng cao hơn rất là nhiều so với trước kia mà mình chưa làm Easy Lab đó. Đấy là những cái giá trị đúng không ạ, và ở đây ấy, khi mà chúng ta vào đây ấy, thì chúng ta thấy được rằng chúng ta sẽ có được hai cái giá trị cốt lõi ấy. Đó chính là cái giá trị về kiến thức đúng không ạ, cái giá trị về kiến thức. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn thành công được ở bất cứ một cái lĩnh vực nào, một cái công việc nào đấy mà chúng ta không có kiến thức thì chúng ta có thể thành công được không ạ? Chắc chắn là không thể đúng không ạ? Đó. Vậy thì với cái công việc này thì đầu tiên là nó sẽ cho chúng ta là cái kiến thức để chúng ta thành công ở bất cứ một cái công việc kinh doanh nào. Đó, chứ không phải là chỉ công việc kinh doanh bán khoa học này. Đấy, cái thứ hai nữa đó chính là ta có thể dùng cái khóa học đấy để làm cái công cụ kiếm tiền cho chúng ta, đúng không ạ? Đấy, nó là cái công cụ kiếm tiền cho chúng ta. Đó, đấy là hai cái giá trị cốt lõi, mọi người hình dung xem chưa? Đó, và đây thì Diễn luôn nói với anh chị em trong đội nhóm là Diễn bảo là đây là một cái mô hình kinh doanh rất là thông minh và hiệu quả, và nó là một cái mô hình kinh doanh khép kín. Vì sao mà Diễn lại nói là cái mô hình kinh doanh khép kín, đó chính là các bạn có thể hiểu như sau. Ví dụ bây giờ chúng ta sở hữu được khóa học này, xong sau đấy là chúng ta sẽ học kiến thức trong khóa học này và chúng ta sẽ áp dụng luôn cái kiến thức ở trong khóa học này mà chúng ta đã học được để chúng ta bán luôn cái khóa học mà chúng ta đang sở hữu. Mọi người thấy tuyệt vời không ạ? Đó, đấy nên là Diễn luôn gọi đây là cái mô hình kinh doanh khép kín là rất là tuyệt vời luôn. Đó, thì nó cho mình hai cái giá trị cốt lõi như vậy. Đấy, và ngoài ra thì chúng ta sẽ có được rất nhiều những giá trị khác. Ví dụ như là được phát triển kỹ năng này, phát triển bản thân, phát triển tư duy này, phát triển tầm nhìn này. Mà chúng ta sẽ phát triển tư duy thì tất nhiên là cái khả năng kiếm tiền của chúng ta thì nó lại 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 tốt hơn đúng không ạ? Bởi vì có một câu nói mà Diễn rất là tâm đắc, đó chính là tiền, cái mức thu nhập của bạn nó chỉ có tăng khi mà cái tư duy của bạn nó tăng lên thôi đúng không ạ? Cái tư duy của mình nếu mà nó ở tầm thấp thì cái mức thu nhập của mình nó cũng chỉ thấp thôi đấy, ngược lại nếu cái tư duy của mình nó tăng lên một chút thì cái mức thu nhập của mình nó cũng tăng lên đó. Chính vì vậy là khi làm công việc này các bạn được phát triển tư duy rất là nhiều. Tại vì sao? Tại vì mình được tiếp xúc toàn với những cái người mà họ có tư duy rất là xuất chúng các bạn đó. Chính vì vậy nên chúng ta được 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 học hỏi rất là nhiều, được học hỏi và được giao tiếp với những người như vậy, nên là chúng ta cũng sẽ đầu óc của chúng ta nó cũng sẽ phát triển hơn đúng không ạ, nó sẽ phát triển hơn rất là nhiều. Đấy, đấy là một trong những cái giá trị ngoài những cái giá trị cốt lõi mà mình sẽ có được. Và ngoài ra thì chúng ta có được rất nhiều cái mối quan hệ, những cái mối quan hệ chất lượng. Đấy, vì sao mà Diễn lại nói là những cái mối quan hệ chất lượng? Ví dụ bây giờ các bạn đi làm công nhân thì các bạn cũng chỉ quen và làm việc với những cái người đi làm công nhân như các bạn thôi đúng không ạ? Và khi mà các bạn vào đây các bạn quen những cái người là doanh nhân, các bạn quen với những người thu nhập hàng trăm triệu một tháng, 2, 3, 4, 500 triệu một tháng, thì các bạn cũng sẽ dần có tư duy của một người có được 500 triệu một tháng. Ok chưa? Đó, mọi người thấy tuyệt vời không ạ? Bởi vì người ta có cái câu nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Và bạn sẽ là trung bình cộng của 5 cái người mà bạn tiếp xúc thường xuyên. Tức là bạn sống trong môi trường như thế nào thì chính cái môi trường đấy nó sẽ tạo cho bạn một cái tư duy y như vậy. Đó, nó sẽ khiến các bạn trở thành cái con người trong một trong số những cái môi những người ở trong cái môi trường như vậy.
Đó, và cái môi trường ở Easy Lab thì nó vô cùng tuyệt vời mọi người nhé. Những cái người mà người ta có một sự thành công rất là lớn, những người người ta có những cái tư duy xuất chúng, những người người ta có được cái tầm nhìn trong kinh doanh, đúng không ạ? Đấy, và người ta là những cái người giá trị với cộng đồng, giá trị với xã hội, chứ không phải là những cái người mà chỉ ăn xong rồi đi nói xấu người khác, hoặc là làm những cái việc gọi là không đâu đâu để giết thời gian. Họ cũng phải những người thế. Thế nên là khi vào công việc này, nói chung là nó có nhiều giá trị lắm mọi người ạ. Thế nên là Diễn chỉ có thể chia sẻ với mọi người đại khái là như vậy. Còn hơn đó thì còn chia sẻ với mọi người rất nhiều những cái thứ khác nữa. Đó, nói chung là nó vô cùng tuyệt vời. Chỉ kết luận lại từ đó chính là vô cùng tuyệt vời. Thế thôi. Tuyệt vời đúng không cha cả nhà? Đó thế thì Diễn vừa chia sẻ với mọi người đó rất là tiềm năng ở cái công việc này đó, thì lựa chọn là của mỗi người thôi. Thì hôm nay thì mình với Diễn chỉ là chia sẻ một cái thực tế, cách nhìn khách quan nhất về cái dự án công việc này thôi đó. Thì bạn Thu Hà có hỏi là trong khóa học mình được đào tạo những gì, có thể chia sẻ đó. Thì cái đấy thì lúc nãy Diễn vừa nói rồi đó, bạn nghe rồi đó. Mọi người cho những cái khóa học mà nhiều loại, nếu thế nếu chốt khóa học ít tiền thì phát triển nhanh hay không? Chị bạn đêm nhàn thì ít Nói đi tiền chị. phát triển nhanh hay không? Thì Tức là như như này, bây giờ em phân tích này cho chị hiểu này. Tức là như vừa em đã nói ấy, thì cái số tiền mình bỏ ra bao nhiêu thì mình sẽ có được cái kiến thức bấy nhiêu, đúng không ạ? Ví dụ bây giờ chị mua cái khóa học 700k, nhưng chị cũng chỉ có cái kỹ năng, chị chỉ có thể học được những kiến thức ở trong đấy, nó hướng dẫn chị và dạy chị những cái kỹ năng để chị có thể chốt được cái khóa 700k thôi. Và ngược lại, nếu mà chị sở hữu cái khóa 550 đô là khóa 13 triệu đấy, chị cũng sẽ học được những cái kỹ năng đấy, những cái kiến thức để chị có thể chốt được vào cái 50 đô. Ok chưa ạ? Đó, tức là cái đồng tiền mình bỏ ra bao nhiêu thì mình có lại được cái kiến thức bấy nhiêu, đúng không? Ví dụ bây giờ bạn đang sở hữu khóa 700 nghìn, nhưng bạn lại có một cái công thức làm giàu của 1 tỷ phú, 1 triệu phú, thì đấy là một điều hoàn toàn phi lý, đúng không ạ? Đó là điều không bao giờ có thể xảy ra được. Ok chưa ạ? Đấy. được rồi. Thế thì càng xin Ok nói chưa một ạ? chút, càng xin nói một chút nữa về cái vấn đề là lựa chọn khóa học. Thì mọi người là nó liên quan đến cái cả vấn đề chính sách công ty nữa, có nghĩa là mình sở hữu cái khóa học nào thì mình sẽ được kinh doanh cái khóa học đó trở xuống. Nếu mà mọi người sở hữu cái khóa học bé chẳng hạn, cái khóa học 30 đô ví dụ đi, bởi vì hiện tại thì khóa học 30 đô thì không có ai vào, nhưng mà càng lấy ví dụ thôi. Đấy, ví dụ như mọi người sở hữu khóa học 30 đô chẳng hạn, khi mà mọi người sở hữu khóa học đó rồi, mọi người chia sẻ cho một người khách hàng nào đó, mọi người mà người khách hàng đó người ta lại cũng biết được về cái chính sách công ty mà người ta không vào cái khóa học bé đó, vậy thì người ta vào cái khóa học to hơn thì mình phải làm thế nào? Đó, vậy thì mình phải nâng cấp lên đúng không? Lại phải nâng cấp lên bằng cái khóa học mà người ta mà người khách hàng đó vào, ít nhất là bằng hoặc là hơn đó, để chúng ta được hưởng 90% hoa hồng. Vậy thì cái việc nâng cấp lên thì không vấn đề gì, nhưng mà chúng ta lại mất tiền 2 lần. Đó là cái nhược điểm từ cái việc mà mình lựa chọn khóa học bé đó. Và thứ hai nữa là nó chỉ khi mà mình kinh doanh khóa học bé thì thu nhập của mình tất nhiên là nó cũng sẽ thấp hơn rồi đúng không? Đấy, bởi vì mình chỉ được kinh doanh khóa học bé thì cái số tiền mà mình thu nhập của mình cũng sẽ nó sẽ ít hơn. Đó, đó là cái càng phân tích một chút là về vấn đề lựa chọn khóa học. Mình làm sao để Và đăng ký khóa học? đăng ký khóa học Làm sao để đăng ký khóa học á? Thì bạn cái việc đăng ký này thì bạn liên hệ với cái người mà chia sẻ cho bạn công việc này nhé, cái người mà thêm bạn vào cái group này ấy, thì người ta sẽ hướng dẫn bạn cách bắt đầu. Ok rồi. Bây giờ ai còn câu hỏi nào nữa không nhỉ? Nếu mà ai mà không còn câu hỏi nào nữa thì Diễn và anh Cảng xin phép được kết thúc livestream ở đây ạ. Thì đã sẽ hiểu, đã hiểu, đã hiểu. không để buổi livestream tiếp theo. Làm sao thì mình để lên cấp lên cấp. Có một cái câu hỏi rất là hay này Diễn à. Mình muốn biết là bán cho ai và bán như thế nào. Đây là một cái câu hỏi của bạn Thảo Phương. Ok, anh trả lời hay em trả lời đây ạ? Em hay anh cũng đều được hết. Em nói đi.
Rồi ok. Để Thì anh xem câu hỏi. cái câu hỏi này của bạn thì mình xin phép được trả lời như sau. Thì bây giờ mình có thể thực ra về chi tiết ấy, thì cái nguồn khách hàng của mình nó vô vàn nhiều, đúng không ạ? Nó rất là nhiều luôn. Đấy, nhưng mình có thể gợi ý cho bạn hiểu đâu là cái người khách hàng tiềm năng của chúng ta và chúng ta sẽ bán cho ai, được chưa ạ? Đó. Thì ở đây nhá, bạn hình dung ra trên cái Facebook của bạn có 5.000 bạn bè. Trong số đấy có khoảng 4.000 bạn bè. Đấy, trong số đấy có khoảng 4.000 người ta đang làm kinh doanh online, đúng không ạ? Và có rất nhiều người người ta làm, người ta phát triển được. Đấy, và ngược lại cũng có rất nhiều người người ta lại không thể phát triển được. Bởi vì sao? Bởi vì người ta chưa có một cái quy trình làm việc thứ tự bài bản, chưa có một cái sự chuyên nghiệp, chưa có được kỹ năng. Đó, và chính điều đấy khiến người ta làm việc chưa có hiệu quả và nó chưa đem lại cái lợi nhuận cao cho người ta. Và cái khóa học này nó sẽ là cái giải pháp giúp người ta khắc phục cái tình trạng đấy. Mọi người hình dung được chưa? Đó, bạn hình dung được chưa nhỉ? Bạn vừa đấy đặt câu hỏi hiểu ý mình nói chưa? Đấy, thì tức là cái khóa học này sẽ là giải pháp cho những cái người kinh doanh online chưa thành công. Đó, và thậm chí những người thành công rồi người ta cũng vẫn sở hữu khóa học của EasyLab này. Đấy, để người ta học được kiến thức này, để người ta biết cách thu hút khách hàng tiềm năng, để người ta biết cái cách nhận biết khách hàng tiềm năng. Đấy, và người ta có kỹ năng chốt sale hiệu quả nhất có thể. Đó. Và ngoài ra nữa người ta bên cạnh đấy thì người ta có thể sử dụng luôn cái khóa học để làm cái công cụ kiếm tiền. Đúng chưa? Đấy. Thế nên là khách hàng tiềm năng của chúng ta, Diễm gợi ý cho mọi người chốt lại một câu, đó chính là những người đang làm kinh doanh online, mọi người nhá. Người đang làm kinh doanh online. Và để biết chi tiết ấy, đó chính là khi mà chúng ta sở hữu khóa học, chúng ta đã đăng ký và thanh toán khoa học thì chúng ta sẽ biết chi tiết và chúng ta biết được rằng cái môi trường làm việc ở trong này nó hay như thế nào và cái kỹ năng, những cái gì mà chúng ta sẽ được học hỏi nó giá trị ra làm sao, mọi người nhá. Đấy. Đó, Ok. mình hôm nay là live được 1 tiếng 5 phút rồi. À, hơn 1 tiếng rồi. Nghe thế nhỉ? Càng có một cái ý tưởng đặt ra cho mọi người, không biết là mọi người có cái nỗi sợ hãi như thế này không? Có nghĩa là Càng đã từng gặp phải, và rất nhiều người khách hàng của Càng cũng 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 có một cái suy nghĩ như vậy. Có nghĩa là khi mà chưa sở hữu khóa học ấy, thì có ai là người mới, mọi người ở đây là người mới, là khi sau khi nghe những cái người mà chia sẻ công việc xong, thì mọi người có một cái ý nghĩ là sợ không? Nó sợ sau khi mình mua khóa học rồi thì mình sẽ không bán được khóa học không? Đó. Rồi ai 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 có cái nỗi sợ hãi như vậy thì comment cho nào. Cả sẽ nói một chút vấn đề đó nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ kết thúc livestream tại đây. Bởi vì chúng ta cũng livestream là hơn 1 tiếng một chút rồi. Thì ngày hôm khác thì Càng với Diễn sẽ livestream tiếp để chia sẻ cơ hội này cho mọi người. Là đối với kinh doanh khóa học cần sàng sẵn sàng máy tính, vậy mình không có máy mà chỉ có điện thoại. Bạn ơi, cái khu vực bạn có thể làm, là hiện tại thì mình đang làm trên điện thoại đấy ạ, chứ mình không dùng máy tính. Ok, đó, chỉ cần một cái điện thoại smartphone thôi và kết nối wifi hoặc 3G 4G là chúng ta có thể làm được hết. Đó, chị Nhung Làm đặt việc câu ở hỏi bất đi ạ. cứ nơi đâu nhé. Vâng, Làm việc ở rồi. bất cứ nơi đâu nhé, miễn là có sóng 3G, 4G nhé, bạn Thu Hà nhé. Đấy Chị thì Việt như chưa Càng đấy, mọi người thấy mọi người thấy ừ. Càng đi du lịch suốt đấy đúng không? Và Có rất nhiều đi có quá rất nhiều sợ, quá người sợ sợ anh. Đó, mình hiểu mà, mình hiểu cái tâm lý đó bởi vì mình cũng chính mình cũng đã từng trải qua mà. Mình cũng là từng một người mới đến tìm hiểu công việc này như mọi người vậy. Đó, như tất cả các bạn mới hôm nay đến nghe Càng với Diễn chia sẻ hôm nay. Đó, thì mình cũng đã từng sợ hãi là khi mình sở hữu khóa học rồi thì liệu vào rồi thì mình có bán được khóa học hay không? Đó thì Càng nói một chút nhé, vấn đề này một chút thôi. Thế thì nếu mà bạn nào mà có cái ý nghĩ sợ hãi như vậy thì bạn đã giống hầu như là tất cả mọi người ở trong cái team Easy One Up. Đại đa số mọi người đều sợ hãi là khi mình sở hữu khóa học rồi thì mình bán như thế nào đúng không? Mình sợ mình không bán được, không lấy lại được vốn này, không lại nói chung là không có tiền này, đấy đủ thứ. Đấy thì cái vấn đề đó thì Càng khẳng định một điều luôn, mọi người đừng lo nhé, đừng lo cái vấn đề đó.
Khi mà bạn sở hữu khóa học rồi thì bạn sẽ được thêm vào các group và các đội nhóm ở trên Messenger, và các bạn sẽ được đào tạo và sẽ được hỗ trợ trực tiếp của những người bảo trợ. Đó, những người bảo trợ sẽ hỗ trợ trực tiếp để các bạn biết là thứ nhất là mình học ở trong đó rồi nhá. Mình học là mình cũng phải nghiêm túc một chút để học, không phải là vào là mình cứ 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 vào là như thế thôi, phụ thuộc vào bảo trợ hết là không được. Thì bảo trợ sẽ giúp đỡ tất cả mọi thứ. Đó, từ tạo dựng thương hiệu cá nhân như thế nào này, rồi tiếp cận khách hàng ra sao này, cách chia sẻ cho khách hàng như thế nào. Nói chung là mọi người sẽ được được học hết tất cả và được hỗ trợ từ những người bảo trợ. Nên cho nên là mọi người yên tâm nhé, yên tâm về vấn đề là không sẽ chốt được sale, Cái không nỗi bán được sợ hàng. này, cái nỗi sợ này không chỉ riêng các bạn sợ mà chính bản thân Dưỡng đây, những ngày tìm hiểu về công việc cũng rất là sợ đúng không ạ, rất là sợ. Nhưng rồi Diễn lại nghĩ khác, bởi vì Diễn nghĩ rằng là mình cứ sợ như thế này thì tức là mình sẽ đánh mất đi một cái cơ hội đấy. Thay vì như vậy thì mình cứ thử bắt xem sao, tại vì cái vốn nó cũng chỉ có vài triệu thôi đúng không ạ. Đấy thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình nghĩ rằng nếu mà nó không có công thức việc và nó không có một cái phương pháp để làm việc để thành công, thì tại sao những người, rất nhiều người họ lại kiếm được 80 triệu, 100 triệu một tháng, thậm chí 200, 300 triệu một tháng đúng không ạ? Mình phải đặt câu hỏi ra như vậy. Thì người ta vẫn có cái câu nói là thành công là bởi có phương pháp, thất bại là vì có nguyên nhân đúng không ạ? Và làm cái gì thì nó cũng có phải có bí quyết, và với cái Easy Lab thì chính cũng là như vậy thôi, nó cũng phải có bí quyết thì nó mới giúp cho rất nhiều người đạt thu nhập 100 triệu một tháng được. Ok chưa ạ? Chứ để chúng ta tự làm, chúng ta tự bán thì chúng ta không thể đúng không ạ? Đấy, nhưng Tự khi mà làm chúng là ta không vào thể. biết được cái phương pháp, biết được cái công thức để thành công thì tất nhiên là chúng ta sẽ làm được. Ok đó. Mọi người ai còn câu hỏi nào nữa không ạ? Tự làm là khó lắm mọi người ơi. Đấy, ở đây Tự là làm. mình làm việc theo vậy. Tự làm, mình khẳng định là mọi người, nếu mà mọi người tự làm, có thể là mọi người vẫn thành công, nhưng mà sẽ không nhanh bằng khi mà mình đi cùng đội nhóm. Đúng xác. Đó. Thì bây giờ thì khả năng là hai anh em mình sẽ xin phép mọi người dừng buổi live stream đây, tại vì live cũng hơn 1 tiếng rồi. Đấy, thì chúng ta sẽ gặp nhau ở cái buổi live stream tiếp theo nhé cả nhà. Thì Cả nhà chào nhau cái nha. Diễn xin cảm ơn anh Cảm rất là nhiều đã bớt cái thời gian của mình để chia sẻ với mọi người về câu chuyện thành công của mình ở trong cái buổi tối ngày hôm nay. Đó, thì qua đây thì Diễn cũng có một cái lời nhắn nhủ với mọi người, những đặc biệt là tất cả những cái bạn mà đang tìm hiểu công việc và chưa có quyết định, thì mình có một cái thông điệp gửi đến mọi người, đó chính là đây nó là một cái cơ hội rất là tuyệt vời. Và các bạn cứ tin rằng một điều rằng các bạn chỉ cần ra quyết định thôi, khẳng định là các bạn sẽ thành công. Bởi vì sao? Các bạn mặc định trong đầu rằng người khác làm được, tôi làm được đúng không ạ? Chúng ta phải dẹp cái nỗi sợ hãi sang một bên đúng không ạ? Đúng chưa ạ? Đó, thì thế nên là chúng ta nắm bắt càng sớm càng tốt, tại vì cái gì nó cũng chỉ có thời thôi mọi người nhá. Ok ạ. Và một lần nữa xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Được rồi, Bây giờ rất là cảm ơn mọi người nhé, rất là cảm ơn em Diễn về cái buổi livestream ngày hôm nay. Đó, thì buổi livestream hôm nay cảm cảm thấy là rất là vui, cực kỳ là vui khi được chia sẻ cơ hội này với mọi người. Thì hy vọng một cái buổi gần nhất nữa thì Cảng hay là Diễn sẽ livestream ở trên group này để chia sẻ cơ hội này với mọi người. Thì tất cả những cái bạn mới thì chúng ta thì được Diễn với cả chia sẻ cơ hội ngày hôm nay, thì nếu mà các bạn cảm thấy là công việc này nó tuyệt vời, nếu mà đấy là từ từ tâm các bạn đó, nó cảm nhận, và các bạn có thể tìm hiểu thêm ở trên YouTube đấy, thì các bạn liên hệ với người bảo trợ của mình nhé để tìm hiểu thêm đó, tìm hiểu thêm, có thể thôi nhé, cả nói có thể, không làm không sao cả, mình tìm hiểu coi như là mình tìm hiểu được, biết đến một cái cơ hội đó. Thì rồi thì xin gửi lời chào đến toàn thể cả nhà mình nhé. Đó, chào em Diễn ok nhé. vâng anh